Vâng, xin kính chào bà con nha. Đây, hôm nay thì tôi xin quay giới thiệu cho bà con cái con trôn hương đực giống tốt thì nó như thế nào. Con này thì được 2 tháng 2 2 năm tuổi này. Chúng ta quan sát phần đầu. Bộ lông và đặc biệt là cái bín của nó này. Đó. Một con trồn hương đực chín khỏe đấy, thì chúng ta thấy rằng là lúc nào cái bộ phận sinh dục của nó cũng đang gọi là trong cái tư thế là sẵn sàng chiến đấu, đúng không ạ? Đấy. Đây. Đây là trong cái tư thế bình thường mà nó cũng như thế này, thì bà con thấy rằng là cái khả năng phối giống của nó là như thế nào, đúng không ạ? Đây là con trồn hương lai đấy, giống ngoại. À, con này thì rất hiền, đưa tay gần vào nhưng mà nó cũng không có biểu hiện gì là khó chịu cả. Đây, lông nó đây, đuôi. Vậy thì thế nào là một con trồn hương đực chín tốt? Thì chúng ta thấy rằng là khi mỗi lần mà con cái nó lên giống, chúng ta bỏ vào chúng ta phối thì người ta nói là trăm phát trăm trúng, có nghĩa là nó phối lần nào thì nó sẽ đạt lần đó, và cái tỷ lệ con nó sinh ra nó mang nhiều cái yếu tố khỏe mạnh, ăn tốt và nhanh lớn. Đó. Thì đó là những cái con trồn hương mang cái phẩm chất tốt và nó sẽ duy trì cái loài giống con cái của nó cũng y hệt như là đối với nó. Cho nên là chúng ta thấy rằng là khi mà ví dụ như là con cái nó lên giống này, đó, thì tốt nhất thì chúng ta có thể là sử dụng 2 con đực để phối cho con cái như vậy. Đó là cái mà nó lên giống nó đạt 100%, chứ không phải là chỉ có một con đực mà chúng ta phối cho một hoặc 3 con cái đâu. Nếu mà phối nhiều như vậy thì cái chất lượng con đực nó cũng giảm đi rất là nhiều. Đây thì nó mới ăn xong rồi nó nằm theo cái tư thế này đây. Ta nhìn cái bàn chân của nó cũng rất là khủng này, đúng không? Nói chung là trên thị trường á, những cái loại trồn hương giống to như thế này và cái chất lượng giống á, tốt đấy, thì nó cũng còn rất là hiếm. Thế mà khi mà chúng ta mà lai tạo được, duy trì được những cái con giống như thế này, sinh sản ra những cái thế hệ sau mà nó tốt, thì chúng ta thấy rằng là thứ nhất là nó sức đề kháng nó sẽ tốt hơn, cái khả năng nó nhanh lớn hơn, nó ít bệnh tật hơn. Đó. Và nó ăn uống thì cũng sẽ dễ dàng hơn. Và như vậy thì cái khả năng tăng cân nó sẽ nhanh hơn. Và như vậy thì chúng ta sẽ tiết kiệm được nhiều cái công chăm sóc này. Đấy. Rồi giá trị của con trồn hương nó đem lại thì nó sẽ tốt hơn. Và đây là cái con trồn hương
cái này. Con này cũng tầm khoảng 5,5 kg. Đối với cái con này thì nó ăn uống nó rón rén hơn là những cái con khác. Đây bà con thấy rất là hiền. Thể hiện đúng là dáng dấp của người phụ nữ đấy. Cách đi đứng cũng rất là nhẹ nhàng, thong thả. Và cái cách ăn cũng vậy. Đưa vào thì không phải là ăn ngay. Thế và đây là cái con trồn hương được 6 tháng tuổi này. Thân hình rất là dài, chân cao. Con trồn hương mẹ. Con này thì ăn uống rất là điềm tĩnh, không như những con trồn hương khác khi mà đưa máng ăn vào là nhiều khi nó đòi giằng lấy cái dĩa ăn, nhưng mà con này thì nó rất là điềm tĩnh. Con này thì cũng 6 tháng tuổi. Con này thì ăn uống rất là điềm tĩnh. Ăn được vài miếng xong bắt đầu lại nghỉ để ăn tiếp. Đấy. Và cái video này thì đến đây là hết nha. Hẹn gặp lại bà con ở các cái video sau.